chào ngài, tôi đến từ tạp chí Thần Giới. Chào cậu, chẳng hay cậu có việc gì vậy? Tôi đang muốn thực hiện một bài phỏng vấn về thần chết cho số ra sắp tới. Ngài có thể bớt chút thời gian được không ạ? Cậu thông cảm cho, tôi rất bận, chào cậu. Xin ngài bớt chút thời gian. Bài phỏng vấn này sẽ quyết định việc tôi được ở lại tạp chí hay ra đi. Sẽ nhanh thôi ạ, xin ngài. Xin lỗi, tôi thật sự rất bận, chào cậu. Vậy chào ngài. Được rồi, tôi đồng ý phỏng vấn, nhưng phải nhanh lên đấy nhé. Vâng ạ. Xin cho biết ngài thích gì? Câu hỏi rộng nhỉ. Tôi thích nhiều thứ lắm. Chơi cờ vua, ngủ, ăn cơm với mẹ, vân vân. Nếu như được lựa chọn một lần nữa, ngài có chọn làm thần chết không? Biết trả lời thế nào đây nhỉ? Xin lỗi cậu, tôi phải làm việc rồi. Tôi xin phép ghi lại buổi làm việc được không ạ? Được thôi. Xin chào, tôi là thần chết. Chết ư? Trời ơi, tôi chết rồi ư? Thần chết, xin ngài tha cho tôi. Vì cô ta đi sai làn đường nên mới ra cớ sự này. Chính vì anh chạy quá tốc độ nên mới gây ra tai nạn. Xin ngài xem xét. Hai người hãy bình tĩnh, ngồi xuống đây cùng nói chuyện. Xin ông tha cho tôi. Xin cho tôi được sống. Nếu được sống thì hai người sẽ làm gì? Tôi có nhiều việc để làm lắm. Hãy cho tôi xem những việc anh muốn làm nếu được sống tiếp. Hãy nghĩ tới nơi anh muốn tới. Đấy là tập đoàn do tôi làm chủ. Tôi dự định sẽ mua lại khu vực này để xây dựng một khu trung tâm thương mại. Tôi thấy anh đã khá thành đạt rồi đấy. Thành đạt thế nào được? Nếu ông ở vào vị trí của tôi, ông sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tôi có đam mê rất lớn với những chiếc xe. Tôi muốn có được bộ sưu tập xe đẹp nhất. Như vậy tôi sẽ rất vui. Nếu như tôi phải chết bây giờ thì thật là tệ. Bao giấc mơ của tôi sẽ... Đến lượt chị, hãy nghĩ tới nơi chị muốn tới. Đây là quán phở của tôi. Sao giờ này mà hàng phở vẫn chưa mở cửa nhỉ? Họ là khách quen của quán tôi. Hết ngày tôi đi chợ và về nhà. Vợ chồng tôi đã rất vất vả để có được một cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi sẽ được sống chứ? Thực ra chuyện sống chết của con người tôi không thể định đoạt. Gì cơ? Không sao cả. Khi quay lại quán phở và nhà, tôi nhận thấy như vậy là mình đã sống trọn một cuộc đời hạnh phúc. Ngày ngày bán phở, tôi vui khi thấy những gương mặt, những người cũng đang lao động để nuôi sống gia đình. Tôi đã luôn cố gắng nuôi dạy con tôi thành những đứa con ngoan, chăm chỉ. Tôi tin không còn tôi bên cạnh nữa, chúng vẫn sẽ sống tốt thôi. Với những điều kiện có thể, thì tôi đã sống và thấy thỏa mãn. Loài người càng thành công thì càng khát vọng thành công hơn. Mấy ai nhận ra được điều cốt yếu để được hạnh phúc và biết hài lòng với những gì đang là chính mình trong những phút giây hiện tại. Tôi thì chưa bao giờ hài lòng với hiện tại của mình. Ngẫm lại, tôi thấy mình thật quá nhiều tham vọng. Anh đã có một cuộc đời và những thành công mà mình đạt được, nhưng anh vẫn cố gắng. Chỉ là anh không nhận ra vì mãi lao đi kiếm tìm thôi. Cảm ơn chị, đúng là tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Chúng ta không có quyền năng để thay đổi quá khứ hay từ chết thành sống, nhưng chúng ta có thể biết tự hài lòng với hiện tại của mình. Tôi thật sự hạnh phúc khi có mặt ở đây để giúp đỡ những người vừa rời bỏ cõi trần. Cảm ơn ngài, xin cảm ơn. Tôi đã có được câu trả lời của ngài và cũng đã học được một bài học quý báu. Vậy thì tốt rồi. Chuyện cá hồ điệp.
Các em thân mến, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến. Đây là bạn Cá Hồ Điệp. Xin chào các bạn. Chào Cá Hồ Điệp, mình là cô Bãi, mình là Tôm Càng. Hình như là vẫn chưa đủ đúng không? Còn rùa con nữa mà. Dạ, em đây ạ. Xin lỗi thầy, em đến muộn ạ. Rùa con lại đến muộn nữa rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, chậm chạp quá rùa con ơi. Biết sao được, tớ đã chạy nhanh hết sức rồi, không hiểu sao vẫn cứ muộn. Hey, thôi, lần sau thì rùa con đi sớm hơn nữa thì sẽ không bị muộn nha. Em mau vào lớp đi, các bạn đến cả rồi đấy. Cá Hồ Điệp, em xuống ngồi cạnh rùa con nha. Dạ, thưa thầy. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Các em đã hiểu hết chưa? Tôm Càng. Dạ. Sao em dám ngủ gật trong giờ học thế hả? Em xin lỗi thầy ạ. Tại em buồn ngủ quá nên... Em thật là... Cua bể. Hóa ra em lén đọc truyện tranh trong giờ học à. Lại còn giấu xuống ngăn bàn nữa. Em thật là... Dạ, em... Hey, thầy thật sự rất thất vọng về các em. Các em đi học mà người thì đến muộn, người thì ngủ gật, người thì làm việc riêng trong giờ. Các em nhìn Cá Hồ Điệp đi. Từ ngày chuyển đến lớp mình học tới giờ đã gần một tháng rồi. Có ngày nào Cá Hồ Điệp đi muộn không? Bạn ấy cũng chẳng ngủ gật hay làm việc riêng, lúc nào cũng mở to mắt chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng. Các em hãy noi gương Cá Hồ Điệp, phải chăm chỉ như bạn ấy, có biết không? Bạn ấy xứng đáng là tấm gương cho chúng ta noi theo đấy. Cá Hồ Điệp chăm chỉ quá, cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ. Đúng đó, trả bù cho bọn mình suốt ngày mắc lỗi. Kìa, Cá Hồ Điệp, thầy giáo và các bạn đang khen ngợi cậu kìa. Mà sao cậu cứ ngồi ngay ra vậy? Cậu nói sao cơ? Mọi người đang khen cậu chăm chỉ, lúc nào cũng chăm chú nhìn bảng đấy. Đương nhiên rồi, tớ không chăm chỉ thì còn ai vào đây nữa. Các cậu còn lâu mới bằng được tớ. Thế này thì kiểu gì cậu cũng đứng nhất lớp cho mà xem. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa năm. Các em hãy làm bài cho thật tốt nha. Ai được điểm cao nhất, thầy sẽ có thưởng. Ồ, thầy giáo có thưởng kìa. Chắc chắn Cá Hồ Điệp được điểm cao nhất rồi. Cậu ấy chăm chỉ nhất lớp mà. Còn phải nói. Đề bài đã viết xong, các em bắt đầu làm đi. Dạ, thưa thầy. Xem nào, trò Cá Hồ Điệp chăm chỉ như thế, chắc làm bài tốt lắm đây. Hả? Sao lại thế này? Không thể tin được. Tôi thật không hiểu nổi. Thường ngày, em Cá Hồ Điệp luôn rất nghiêm túc nghe thầy giảng bài, học hành chăm chỉ, không bao giờ làm việc riêng trong lớp. Vậy mà hôm qua, khi tôi chấm bài kiểm tra thì em ấy lại bị điểm thấp nhất lớp. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra với em ấy nữa. Thầy nói ở lớp Cá Hồ Điệp rất nghiêm túc nghe thầy giảng bài sao? Đúng vậy, lúc nào em ấy cũng mở to mắt lên nhìn bảng và chăm chú nghe giảng. Thậm chí có lúc còn không chớp mắt cơ. Không chớp mắt ư? Thôi đúng rồi, chắc chắn là thế rồi. Cá Hồ Điệp, con mau ra đây. Dạ, em chào thầy ạ. Ừ, chào em. Ba gọi con ạ.
Thầy giáo nói bài kiểm tra của con kém nhất lớp, có phải con ngủ trong giờ học không? Dạ. Chắc là cháu nó gặp vấn đề gì thôi, chứ nếu cháu ngủ thì tôi phải biết chứ. Ở lớp lúc nào mắt cháu cũng mở to mà. Đây mới là vấn đề đó chứ thầy. Họ nhà cá hồ điệp chúng tôi, khi ngủ mắt vẫn mở nên không ai biết. Đặc biệt là những lúc ngủ say thì mắt lại càng mở to và không hề chớp. Hả? Có chuyện như thế sao? Vậy là em ngủ suốt trong giờ học sao? Em con còn không mau nói thật đi, con muốn bà phạt nặng hơn không? Con xin lỗi ba, em xin lỗi thầy ạ. À, đúng là em đã ngủ trong giờ học ạ. À, trời ơi, vậy là bấy lâu nay em đã lừa dối thầy và các bạn. Ai ai cũng tưởng rằng em là học sinh chăm chỉ, là tấm gương để cả lớp noi theo. Hèn gì kết quả của em lại thấp như thế. Em thật là tệ quá. Con đáng bị phạt nặng lắm. Lát nữa ba sẽ cho con một trận đòn, để xem con còn dám ngủ trong giờ học không. Con xin ba, con xin ba, con không dám nữa đâu. Xin ba tha cho con ạ. À, con không dám nữa đâu. Con chờ rồi ạ. À, em đã biết lỗi của mình thật chưa? Từ giờ sẽ không lừa dối thầy và các bạn nữa chứ? Em xin lỗi, từ nay em sẽ không dám thế nữa đâu ạ. À, em hứa sẽ học hành thật chăm chỉ ạ. À, em biết thế là tốt rồi. Thầy hy vọng bài kiểm tra lần sau em sẽ bù đắp bằng điểm số cao hơn. Dạ, em hứa ạ. Thôi, con mau vào trong học bài đi, để ba nói chuyện với thầy giáo. Lần sau còn thế nữa thì liễu hồn. Dạ, con nhớ rồi ạ. Ai muốn gặp ai? Lúa thơm những hạt chín vàng, muôn hoa khoe sắc rộn ràng lòng ta. Trời xanh mây trắng bao la, ngân nga khúc hát thiết tha lòng người. Dạ, từ hôm di hành tới ngôi làng này, đâu đâu ta cũng nghe tiếng người ngân nga những câu thơ nghe rất hay. Không biết ai là tác giả của những câu thơ này nhỉ? Dạ, thần sẽ đi tìm hiểu xem sao ạ. À, chào bà. Vâng, chào ông. Thứ cho tôi tò mò, tôi vừa nghe được những câu thơ mà những người ở đây vừa làm ruộng vừa ngân nga đọc. Chẳng hay đó là những câu thơ từ đâu mà có ạ? À, chắc ông từ nơi khác đến đây nên không biết à. Những câu thơ chúng tôi đọc đều là của Louis, nhà thơ nổi tiếng nhất vùng này đấy. Thế sao? Không giấu gì bà, ông chủ của tôi là người rất đam mê thi ca. Bà có thể chỉ cho tôi biết nhà thơ đó đang ở đâu để chúng tôi đến thỉnh giáo được không ạ? À, tất nhiên là được rồi. Ngài nói sao? Nhà vua muốn tôi vào cung để triệu kiến ư? Đúng vậy, đức vua của chúng ta là người rất yêu thi ca. Bởi vậy, khi ngài di hành đến đây, nghe được những vần thơ của ông thì rất muốn được gặp mặt. Điều này, ông yên tâm, ta đã sai người chờ sẵn để đón ông vào cung. Chỗ ở trong cung cũng đã được sắp xếp, ông chỉ việc lên đường và đợi nhà vua triệu kiến thôi. Đó là một vinh dự hiếm có đấy, không phải ai muốn gặp vua cũng được gặp đâu. Nếu ngài đã nói như thế thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Hãy để tôi thu xếp việc nhà, rồi 3 hôm nữa tôi sẽ lên đường. Được, cứ thế nhé. Dạ, muôn tâu đức vua, người mà đức vua muốn gặp đã được đưa vào cung rồi ạ. À, người đang nói đến nhà thơ tên Louis ở làng Paros mà hôm trước chúng ta di hành đến đó sao? Dạ, đúng là ông ta ạ. À, tốt, ta đang rất nóng lòng muốn thưởng thức tài nghệ thi ca của hắn đây. Hiện hắn đang ở đâu? Thần đã thu xếp cho ông ta ở tại một căn phòng ở một cung điện phía tây. Nếu người muốn gặp ông ta ngay bây giờ thì thần sẽ sai người truyền lệnh cho gọi ông ta đến.
Nếu như thế lại mất thời gian, ta sẽ đích thân đến đó. Bẩm, người là đức vua, uy phong lẫm liệt ngời ngời, ai lại đích thân phải đi ạ? À? Người cứ để thần bắt hắn đến tận đây, thế nào mà hắn chẳng vội vàng đến ngay? Không cần, với lại ta cũng muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Vậy để thần tháp tùng người đi ạ? Tiên sinh, đức vua đang giá lâm tới đây. Tiên sinh mau ra tiếp đón đi ạ. Vậy sao? Trời ơi, sao đức vua tới mà nôm ngài vẫn bình chân như vậy thế? Ngài mà chậm trễ, thế nào cũng bị phạt tội đó. Đức vua đã đến cửa chưa? Dạ, gần đến rồi ạ. Vậy thì ra cửa thôi. Đức vua giá lâm! Đức vua vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Kìa, ngài không mau cúi đầu chào đức vua đi, còn đứng đấy à? Người kia, sao nhìn thấy đức vua mà không cúi chào hả? Ngươi là ai mà dám to gan đứng hiên ngang trước mặt ta như vậy? Nói! Muôn tâu đức vua, thảo dân là Louis Ferranis, là nhà thơ đến từ ngôi làng Paros à? Ồ, thì ra là ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Bẩm, ngươi là đức vua à? Ngươi biết ta là vua, là đấng tối cao của một nước. Toàn dân thiên hạ gặp ta đều phải khom lưng cúi chào. Cớ sao ngươi lại dám vô lễ như vậy? Trời ơi, sao ông ta lại dám to gan như thế? Phen này ông ta mất đầu rồi. Ngươi đúng là to gan. Đức vua đã chiếu cố cho ngươi vào cung mà ngươi còn không biết thân biết phận, dám vô lễ với người. Ngươi chán sống rồi đúng không? Ngươi đã biết tội của mình chưa? Đừng tưởng ngươi có tài mà ta không trị tội ngươi. Ta yêu thơ thật, nhưng có tội vẫn phải trị. Bẩm, thảo dân biết, gặp đức vua mà không cúi chào là phạm tội bất kính. Nhưng thảo dân làm thế là có lý do riêng, chứ không phải là cố ý vô lễ với người ạ. À, ngươi lại còn lẻo mép à? Có lý do gì chứ? Lý do gì? Ngươi mau nói. Nếu không hợp lý, ta sẽ trị tội ngươi. Bẩm, thần được vinh dự đón vào cung cũng là vì đức vua có lòng muốn gặp thần. Đức vua không cho triệu thần vào điện mà đích thân đến đây, chứng tỏ ngài đang rất nôn nóng muốn gặp thần. Chính vì vậy, thần cũng nên đáp lại lòng nhiệt thành của người. Nếu như thần cũng khom lưng cúi chào giống như những người khác, thì làm sao người có thể nhìn thấy thần ạ? À? Đó cũng là một cách tỏ lòng cung kính biết ơn ạ. À? Hay, nói hay lắm. Đúng là, nếu như ngươi cũng khom lưng giống như bao người khác, thì làm sao ta có thể nhìn thấy ngươi được? Xem kìa, đức vua đã hết giận rồi. Chỉ với một câu nói của tên nhà thơ đó đã khiến người thay đổi thái độ như vậy. Kỳ lạ quá. Ngươi không những có tài làm thơ mà còn ứng xử rất thông minh và bản lĩnh. Tốt, tốt lắm. Ngươi mà đức vua chọn tất nhiên là phải xứng đáng rồi ạ. À, vậy ngươi còn trách tội thảo dân vô lễ nữa không ạ? À, tại sao ta lại trách tội một người nói hợp tình hợp lý như vậy được? Thôi, tất cả đứng lên hết đi. Ta và Louis sẽ cùng nhau vào trong đàm đạo thi ca. Tạ đức vua. Vua, nào, Khanh hãy đọc cho ta nghe những bài thơ hay nhất của Khanh xem nào. Chúng ta sẽ cùng đối thơ. Dạ, thần xin cung kính nghe lời người ạ. Trong vườn sắc đỏ ngập tràn, hoa thơm khoe sắc muôn vàng bướm bay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.